quay sang đang quay dây chừng mà hết đi. Đây là đường và size. Nó gì chị? Đây là kem tươi. Làm tươi không? Kem đặc cách. Kem đặc. Thêm một loại sốt. Vừa sữa, đường, trứng. Cho chị thì chị làm trước. Làm được đây là rum racing. Rum racing là racing là có ra nho vàng và nho đen, cái này rất nho tươi luôn. Nho khô thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.